Liên quan đến dịch bệnh sởi, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Bộ Y tế lưu ý căn cứ tình hình dịch sởi tại địa phương, tỷ lệ tiêm chủng, năng lực xét nghiệm, điều trị, nguồn lực sẵn có trong phòng chống dịch. Các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur thực hiện đánh giá nguy cơ, xác định vùng nguy cơ theo quy mô quận, huyện, xã, phường. Rà soát đối tượng, đề xuất bổ sung địa bàn và đối tượng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi trong trường hợp cần thiết và báo cáo Bộ Y tế, đồng thời thường xuyên theo dõi chặt chẽ những diễn biến tình hình dịch sởi, chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát trong cộng đồng.